Hey, quán mở cũng đông, sáng giờ không có miếng khách. Đầu tư cái quán quá trời sang mà không có một móng khách thiệt tình. Ép nhẹ luôn. Mày chết mày. Trời đất ơi, con mắm này thì... Anh hai. Em đi đâu đây? Thì nhớ anh hai quá nên qua đây thăm anh hai nè. Trời ơi, mày bày đặt xạo. Mà anh nói nha. Dạ. Anh lo cho em lắm luôn. Sao vậy? Con gái con lứa lớn tuổi đầu rồi, chân yếu tay mềm, nó lo mà tìm cho mình một người bảo vệ mình đi. Thiệt, mình phải mạnh mẽ lên mình mới sống được trên đời nè, em biết không? Em biết rồi. Em đuổi đi đi. Em đuổi đi đi. Nhanh lên. Em đuổi đi đi. Đúng mới được, em mới đuổi đi mới được. Nhanh lên. Trời ơi, thì đứng xuống đi, người ta đứng đuổi được. Nè. Ôm vòng, ôm cứng, dừng nguy hiện trường, dừng nguy hiện trường. Anh là ai mà lại đu lên cái người của bạn? Ôm vòng, ôm vòng. Ôm vòng, dừng nguy hiện trường. Tại sao ôm bầu tôi hả? Anh hai ba giờ tao chết đọc giấc mày. Thôi. Trời đất ơi, hai làm gì vậy? Quýnh lộn chưa đã hay sao mà giờ ngồi liếc nhau hoài vậy? Liếc một hồi hai con mắt nó văng cứ éo vô trong cái dĩa này luôn bây giờ đó. Chứ nó liếc anh kìa. Trời ơi, thôi 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 đi, em nói thiệt nha, tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi. Bây giờ hai người có thể vì em bắt tay nhau làm quà được không? Ừ. Để em. Ừ. À, ê. Trời đất ơi, sao anh mạnh tay với anh quá vậy? Anh đang bị thương mà. Nó bắt tay mà nó muốn làm hại anh thì có đó. Mày muốn gây sự với tao tiếp đúng không? Mày muốn quýnh tao cái gì đúng không? Sao? Rồi mày sao? Mày ra đây. Mày ra đây. Nè. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Đàn ông đàn an gì ba vô sáp vô quýnh lộn. Quýnh rồi bây giờ chột, bây giờ hai người thành một cặp luôn rồi đó. Còn muốn liếc nhau đến cỡ nào nữa. Thôi bắt tay làm quà với nhau đi, vì em đi năn nỉ. Bắt đầu quýnh lộn nữa hả? Thôi bây giờ xin lỗi đi. Hai người nói xin lỗi đi. Cả hai người đều có lỗi mà. Bây giờ em đếm 2, 3, hai người nói chung một lúc. Ok. 2, 3. Xin lỗi. Rồi. Nói chung á là cái chuyện mà đánh nhau thì coi như là để làm quen đi. Đúng. Bây hơi đau một xíu nhưng mà cũng làm quen đi. Nhưng mà nãy giờ anh hai biết đây là ai không? Không biết. Em giới thiệu đi. Em xin giới thiệu với anh hai. Đây là anh Thanh, người yêu của em. Ừ, nó Đà Lạt hả? Không, Thanh Phan Thiết. Còn đây là anh Đại, Đại của Đại Tiện. Ê, cái gì? Đại của Đại Tiện, Đại Phát Đại Lộc á. Ừ, ok. Dạ, bây... Hai đứa bài xính đôi lắm á, vô duyên đều. À, bây giờ lâu lâu gặp nhau thì thôi giờ mình uống đi, nhưng mà nó nghe nè. Quýnh cũng đâu có đến mức vậy đâu, bỏ ra đi đặt xào xạo. Thiệt luôn á, mấy anh này làm quá quá à, mở ra đi. Trời ơi, mà em thấy nó lố không? Trời ơi, nó chạy có ngón tay sao mà nó băng tới cổ luôn. Thôi được rồi, bây giờ mình bắt đầu ăn tiệc nha. Rồi. Thật ra thì hồi đó giờ em cũng chưa có nghe nhắc về anh nhiều. Bởi vậy mày gặp mày đánh dữ vậy luôn. Cho nên cũng không có tự hào gì lắm, cho nên là em anh cũng không có kể gì anh cho em nghe. Cho nên là cũng không sao, em cũng uống đi. Nó uống rượu mà như nó uống nước tăng lực vậy đó. Ơi. Này gì mắc cười. Trời đất ơi, mày điên hả? Trái cây mà mày nhìn cho mày mắc cười. Trái cây gì á? Em buồn quá anh Thanh ơi. Em buồn quá anh Thanh ơi. Cây. Thôi. Hai mày bị khùng. Tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa? Uống gì vậy anh Thanh? Trời đất ơi. Dạ. Mày mới uống một ly mà mày xỉn gì luôn á hả? Ủa xỉn gì? Ủa đâu có xỉn gì đâu. Trời đất ơi, mày mới uống một ly xong rồi cái đứa cười đứa khóc như hai đứa khùng vậy. Anh xem thường tụi em quá à, tụi em là biết tửu lượng của nhau, là biết có chừng có mực liền. Đúng rồi. Mà anh nói nha, mấy đứa là hả lựa lượng sức nha. Trời ơi, ơi mấy cái này ba đừng quỷ. Nhầm nhò vậy anh ơi, đừng có lo. Trời hôm nay ngày vui mà, mình cứ uống thoải mái đi. Anh xỉn chút em kè anh lên trên đầu. Anh hai. Anh yêu em quá em ơi. Yêu thì mình cưới. Không. Yêu cưới. Yêu nhau là phải cưới nhau. Mình cưới nhau anh ơi. Cưới nhau trong đêm là mình cưới. Đừng nhau. Cưới nhau rồi. Trời ơi. Ê. Ý gì
mà ngăn cản tình yêu của tụi tôi vậy? Anh là ai mà lợi vô ngăn cản tình yêu của tôi vậy? Trời đất ơi. Trời ơi, đàn ông mà mặc cái tập về gì thấy gớm. Trời ghê. Ủa, tụi bay bị điên. Ta là đầu bếp thì ta phải đem tập về thôi. Trời ơi, sao vậy tự nhiên để mặc vậy? Ghê quá. Ghê quá. Mà hai đứa uống hai ly mà. Lộn ra đây. À, lộn ra. Ê. Lộn ra đây. Ê, tao còn nguyên nha. Lộn ra đây. Ê. Tụi bay tỉnh chưa? Ôi, sao tự nhiên cái em ngồi đứng dậy. Sao em ngồi dưới đất vậy anh hai? Em cho banh đũa đó, em chụp dưới đất không luôn đó. Ủa? Hai đứa, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mình uống mình phải biết tự lượng sức mình. Mỗi đứa uống cứ một ly rượu là say một lần. Tao kêu vậy hai lần, lần này là say là nặng luôn á. Hai đứa bay là giống như hai đứa bị tâm thần phân liệt đó, đúng không? Ý là mình làm sao mình không biết thôi. Hồi nãy anh cản hai đứa bao nhiêu lần? Anh cản hai đứa bao nhiêu lần luôn mà không chịu dừng lại. Ủa, em nghĩ sao vậy? Có đứa nào xỉn mà nói mình xỉn không? Hả? Đồng ý là trong những cái bữa tiệc mọi người gọi là vui vẻ uống với nhau thì mình cũng biết tự lượng sức mình của mình chứ, mình biết tửu lượng của mình bao nhiêu. Mình uống đến nhà thì mình dừng chứ, uống cái gì mà bạc mạng. Còn em nữa, con gái con lứa mà uống vậy đó hả? Không có được cái gì hết trơn à? Tự coi lại mình đi. Trong những bữa tiệc với bạn bè, gia đình hay những bữa tiệc mang tính chất công việc, chuyện uống rượu bia là rất phổ biến. Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý về khả năng uống của bản thân mình. Nếu biết tửu lượng của mình chỉ có thể uống được một vài ly và cảm thấy không thể uống thêm, bạn nên dừng lại đúng lúc. Đừng vì ham vui mà cố uống thật nhiều, rất có thể sẽ khiến cho bạn say và có hành động không hay trong lúc quá chén. Chính vì thế, nếu đã biết rõ tửu lượng của mình, hãy kiềm chế và dừng đúng lúc để luôn là một người thanh lịch văn minh trong mắt mọi người. Rồi giờ hai đứa biết lỗi hai đứa chưa? Biết rồi. Thôi, bây giờ á, rút kinh nghiệm rồi, anh không có cho hai đứa uống rượu mạnh nữa. Bây giờ mà anh có một cái loại nước trái cây, anh mới pha cũng gọi là vui vui thôi chứ không có sai. Nước trái cây? Trời đất ơi anh hai, từ hồi đó giờ em mới thấy cái nước trái cây gì mà trong suốt vậy luôn anh hai. À, vậy em biết trái gì nha. Trái gì? Theo anh là trái nhãn. Trái chôm. Trái. Trái dại. Dưa hấu. Mày não. Dạ. Dưa hấu nó ra màu đỏ chứ. Màu này là măng cụt. Châm chuột. Bòn bòn. Chuối. Lên đầu tao ngồi luôn. Nhảy vô họng tao nói luôn. Rồi đúng không anh hai? Tao làm tao còn không biết nữa. Nói chứ cái này là nhân viên mới vô làm. Uống đi, chắc không sao đâu. Dạ. Khoan mấy anh, cái chai nước này làm sao mà uống bằng cái ly này được? Với lại cái ly này nói là mình bỏ rượu vô mình uống rồi. Để em phải đưa cho anh mấy cái chum như nè, mấy cái chum nhỏ nhỏ giống như mấy cái chum mà ông địa biết không? Mày đúng. Mày ngồi xuống. Mày lanh còn hơn nó nữa. Cái vấn đề nằm ở chỗ á, là không có phải uống cái ly của em mà cũng không phải uống cái ly này luôn. Uống ly nào anh hai? Tại anh á, là anh làm nhà hàng cho nên là giờ anh sẽ chỉ cho hai đứa là cái thức uống nào mình sẽ phải uống với lại cái ly nào, phải không? Để lỡ mà sau này hai đứa bay mà có vô mấy nhà hàng sang trọng á, không có bị quê, không có bị xấu quần xe đuổi với người ta. Dạ. Cách dùng ly để thưởng thức các loại rượu. Ly dùng cho rượu vang. Dùng cho rượu mạnh. Dùng cho rượu pha chế. Dùng nước trái cây hay nước ngọt. Giờ hai đứa hiểu chưa? Dạ hiểu. Anh hai xuất sắc, bởi anh hai làm nhà hàng anh hai chỉ cái là biết đúng chính xác liền. Đúng rồi, với lại anh hai của em mà cái gì mà anh hai không biết. Hâm mộ anh hai quá. Chỉ tụi bay xong. Xong sao anh? Anh hai. Trời ơi, vừa mới dạy người ta hả là không có được hả là uống quá vậy, phải biết tự lượng sức mình. Bây giờ nằm lặt lì lặt lội vậy nè. Mất mặt quá à.
Anh hai là biết tự lượng sức mình nha. Tại hai đứa bay đó. Dạ sao? Sao? Hồi nãy giờ là tao chỉ là cái loại rượu nào uống với cái ly nào, xong rồi cái mới uống thử, rồi mới ra vậy nè. Trời ơi, thì tại... Rồi, em ơi, cái này xịn thiệt rồi, xịn thiệt rồi. Quá. Tại vì hai đứa mình... Rồi, hộ giá, là cắt được rồi đó. Ôi, yeah. Anh là hai người của nó nhìn tôi là... Nó quýnh nhiệt tình luôn á. Mày, mày, tao chọc hết cả mày chết. Trời ơi, tao tháng nó làm cái gì?